Chào thầy, chào các anh chị em có mặt trong buổi học thứ hai tuyệt vời của thầy ngày hôm nay. Thì em cũng lúc nãy nghe bạn thầy học chia sẻ thì em cũng thấy là em cũng có mình trong đó một số cái mà trước đây thì em cũng đã được học một số thầy rồi, nhưng mà khi học của thầy và được vào cộng đồng Phoenix thì mình thấy trong cộng đồng Phoenix thì khóa cái hồn người rất là tài giỏi, rất là mình rất là ngưỡng mộ. Mặc dù trước đây thì em cũng thấy mình cũng thấy kiểu mình thấy rất là tự hào về bản thân, bởi vì là mình mặc dù là mình làm nhà nước mà mình cũng có kinh doanh, mình có cái kinh doanh offline rất là tốt, cũng có một những cái tài sản rất là lớn, cũng có trong tay cả triệu đô. Thế nhưng mà khi mà vào trong cộng đồng một thầy thì mình thấy là mình còn rất là nhiều thứ để học từ các bạn, và nhất là cái vùng an toàn của mình thấy là em thấy thì em đang rất là khép mình, nhiều khi là muốn hỏi chuyện cái gì lại cũng ngại, không dám hỏi, xong rồi toàn các bạn trợ lý cũng vẫn phải gọi và nhắn tin để hỏi han, để truyền thêm động lực, bởi vì nhiều khi là em chưa cái hành động của em đang 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 bị thiếu. Mặc dù là cái kiến thức mình có thể thì nói tốt, mình không biết làm nào để nói cho mọi người hiểu, để mọi người có thể lắng nghe theo mình đó. Thì ở trong đội nhóm của em thì nếu như em dạy về chuyên môn thì rất là tốt đấy, nhưng mà về các cái mà truyền lửa truyền động lực thì cái đấy em làm chưa tốt, và cũng rất là mong muốn để được bổ trợ thêm những cái đó để làm sao cho đội nhóm của mình lúc nào nó cũng năng lượng và nó chiến đấu hết mình. Thì mặc dù là trong các cái mấy tháng giãn cách, mấy tháng được như thế này, nhưng mà em thì vẫn đi được hàng, cũng chưa 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 đến nỗi là khó khăn, nhưng mà để mà phát triển cho các bạn bán online ấy, thì bởi vì là khách hàng của em thì toàn là các từ spa thôi, không các bạn ý cái tư duy để bán online các bạn không có, bởi vì các bạn nghĩ là các bạn đi trước được lịch trình nó rất là cao rồi, mà bán online thì lãi nó cũng nhiều, nên là em chưa biết cách làm thế nào để các bạn đi thay đổi cái tư duy đó để các bạn đi bán online cho có thêm các nguồn thu nhập và tiền sỉ được tốt hơn. Hiện tại thì hầu hết là sỉ em tuyển là nhiều các bạn nhà phân phối và các đại lý từ giám đốc kinh doanh thì chưa chưa được lỗ được trong cái việc tuyển sỉ đó, thì nhiều khi là em thấy rất là áp lực. Và cái hôm nay có một cái nữa là thái độ sống đó. Thái độ sống thì nhiều khi mình mặc dù có những lúc này em bị tụt năng lượng, em cũng rất là kiểu bị gọi là gì nhỉ, mất phương hướng và chán nản, nhưng mà trên Facebook hoặc trên Zalo ấy, lúc nào mình cũng vẫn phải là mình rất là tích cực, mình vẫn phải là mình truyền, không bao giờ thấy được là chán nản, để cho những cái người mà người ta đang theo mình, những đồng đội của mình họ có cái năng lượng đó. Thì em thấy là bài học của ngày hôm nay là cái thái độ sống của em thì với cái bên bề ngoài có vẻ là được rồi, nhưng mà thực tế là cái bên trong ấy, cái bên trong của em về về cái hành động, cái chỉ số hành động của chúng ta đó, có những rất nhiều bài giảng về cho về nhà quyết tâm, nhà để đóng gói quy trình, nhưng có một số cái thì em đã làm rồi, nhưng mà có một số cái thì mình vẫn chưa làm. Thì trong trong video buổi ngày hôm nay và nghe các bạn chia sẻ rất là nhiều, và nhất là rất là nhiều các bạn trẻ nữa, kém mình đến khoảng gần 20 tuổi, nhưng các bạn ấy rất là năng lượng, và đấy cũng là một cái tấm gương để cho em học, để mình phải quyết tâm hơn, mình có cái chỉ số hành động cao hơn. Thì em cũng cái điểm yếu của em hôm trước là cũng có xem về cái phần số học, thì cái chỉ số hành động của em nó cũng gọi là chưa được cao đó. Thì qua buổi học này được nghe rất là nhiều người chia sẻ, và mình cũng thấy có thêm động lực để mình cái hành động của mình là cho nó gọi là máu lửa hơn. Và hôm qua cũng nghe bạn là bạn bạn Giang Giang Vlog chia sẻ về cái cách mà bạn ấy làm, bạn ấy rất là thành công. Thì trước giờ ấy có rất là nhiều bạn theo dõi Facebook của các thứ, hoặc là qua những người giới thiệu có nhắn tin cho em để hỏi về sản phẩm, nhưng mà em nhắn xong mà bạn ấy không trả lời lại, không bao giờ em hỏi lại lần thứ hai đó. Thì cái này cũng là một cái chưa được, thì em cũng chia sẻ để có thể một ai đó trong đây là như thế thì có thể kinh nghiệm mà hôm qua Giang chia sẻ là
làm nhắn tin cho rất là nhiều người, mà cái việc đó là em đã chưa làm, vì cái đó mà em có thể là em đã mất rất là nhiều khách. Mọi người em nhắn tin cho em vài sản phẩm mà em trả lời xong mà không nhắn lại thì em cũng không bỏ qua luôn, và chưa bao giờ em đi nhắn cho mời ai cả, kể cả là mình có trong covid mình cũng có nhiều người nhắn tin cho em và có ra nó đã làm việc cùng với em, nhưng mà em chưa làm chủ động nhắn tin cho ai. Thì tức là cái gọi là cái gì nhỉ, cái vùng an toàn của mình nhiều khi mình hay bị ngại ấy, mình chưa dám thoát khỏi cái tế bào của mình, nên là mình không hài hành động cũng rất liệt. Thì em nhận ra được những cái điểm yếu của mình nhờ có các bạn chia sẻ đó, cũng gọi là học thầy cũng dạy học bạn, nhờ có các bạn chia sẻ mà em đã nhận ra được rất nhiều điểm yếu của mình chưa làm. Thì sau cái khóa become the leader này thì em sẽ thay đổi và sẽ quyết tâm thay đổi để đưa cái đội nhóm của mình nó mạnh mẽ hơn. Thì em rất là cảm ơn thầy và rất là biết ơn các bạn, rất là biết ơn các bài học các bạn đã chia sẻ để cho Thảo có được những cái kiến thức và những cái sự quyết tâm hơn để mình phát triển công việc của mình. Ok, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Cảm ơn chị Thảo và chúc mừng chị đã có những sự thay đổi, những chuyển biến. Và nhớ là phải làm, phải chiến đấu điên cuồng. Phải làm điên cuồng thì mới có được. Ok, và bây giờ mời người...